Lốt bạn, đây lúc này đang chạy giữa đường rồi gặp quá phê luôn. Đó, này đang bật chế độ 4K nên hơi rụt cung nha. Chế độ này có 30 FPS à. Đấy, chạy qua. Quá phê. Đấy, trời ơi, mình chờ cái Tân rồi đó. Đó, cái Tân hôm nay mới gặp xe anh Cường nè. Xe này anh đi chăm sóc hôm nay mới đem qua bên phường 7 nè. Đó, mình đợi bữa nào cũng đợi, hôm nay mới vô tình gặp luôn. Đó, tuyệt vời. Ở đây một tuần mình từ Capson tới giờ mới được gặp đó. Công nhận là ở ngoài quá đẹp, quá tuyệt luôn. Dáng cái màu nhìn cũng phê nữa, nhìn ngầu trên phố luôn, quá đã. Đây này là Quattro nè, anh Cường tháo logo vậy nhìn cái đầu nó mê gì đâu. Đây mở bạn xem vọng nha. Đó này mình chém gió tiếp nè. Bạn xem vào có cái chi tiết gì nha. Hôm nay là anh tháo cái logo I love Cabash, tôi yêu Cabash này, với lại Cabash 29. Đó, nhìn cái màu đã lắm bạn ơi, nè coi chi tiết nè. Đó là lần đầu mình gặp nha. Cái này anh em Hà Nội Cabash thì gặp rồi, mình mới gặp lần đầu luôn. Đó, này các chi tiết kìa, nhìn đã, bộ mâm cũng dán nhìn mê ly luôn. Đúng cái màu này anh Cường phối thiệt quá tuyệt vời. Đó, này là bộ mâm Vossen nè, mâm mình nhớ 21-22 anh đó. Chỉ đỏ màu xám xám mờ nè, thêm màu đen bóng, màu đỏ bóng luôn đó. Này mình ra sao chỗ này hơi chật nên mình quay cận cảnh thôi chứ quay toàn cảnh không thấy được. Này city có nghĩa là các bạn đoán ra city tao cờ chị trang đồ nhiều ý nghĩa lắm, các bạn đoán thử ra. Gió carbon, giờ có dòng chữ này đây, bạn nào biết dịch không dịch giùm mình nha. Này mình không biết dịch đâu, mình tiếng Anh gà lắm. Này nhớ có người nào dịch rồi nhưng mà mình là nhờ với các bạn dịch giùm nha. Ok. Này cái này hơi chật nên mình quay sơ cho các bạn xem nha. Bữa nào làm clip lại. Của mâm nè. Nhà mâm. Ở sau thì nó lõm vô, ở trước thì phẳng. Đó R8. Nó nhiều chi tiết. Quay cận cảnh nhìn đã lắm, bữa nào làm clip cho các bạn coi, clip mà kiểu music video á, MV á. Này mình quay sơ xíu thôi cho các bạn xem đó, lần đầu. Nhưng mà này xíu anh Cường mới tới, này là bạn cười lại. Đây idol tới rồi, idol đi cây gen nè. Đó này anh Cường nè, Cường lái cây gen nè. Đó quá đã, đi nay mới đi lấy xe nè. Bạn Cường vô Starbucks rồi. Nên mình đợi mãi, mấy nay gặp cái gen Cường đi hoài à. Nhưng mà hôm nay mới lấy con R8 đây. Đó. Bộ mâm nhìn mâm 22 inch các bạn. Đó, bộ mâm cây gen 22 inch. Nhìn to cực kỳ to luôn. Nhìn đã thiệt. Xe SUV mâm to nhìn phê lắm. Cực kỳ phê luôn. Đây này em Cường mới đi, đợi tới 8 giờ tối em Cường mới đi đó, vừa về nhà làm clip luôn. Ok, đây đoạn này quay mấy ảnh nha, sức úp sẵn nè, nó hơi nét nét xíu, hoặc đoạn sau mình quay bằng điện thoại ru à. Còn đây bây giờ đoạn quay điện thoại đây giữ cho anh em xem khác biệt thôi. Này mình về mình lồng tiếng lại chứ lúc này ồn lắm, mình không chém gió được đâu. Lúc này trên đường 7 đây, hai tầng mới được gặp lại 8. Còn mắt đau rình thì anh em dán chờ tiếp theo nha, tiếp theo nha. Ok, đang đổ. Đẹp các bạn, ý, hàng hot đấy nha, hàng hot đấy. Nếu bạn xem video thấy hay thì nhớ like, share và subscribe xem những video tiếp theo về những xe này nhé, quay xe.